Mày tám mày mồm rộng nhỉ? Ai mồm rộng? Cái con này này. Cái này, con này thì được, chứ đừng bỏ chị mồm rộng với chị. À đâu em bỏ cái con xe mồm rộng này sao? Ừ, con này mồm rộng thật. Sao lại há mồm ra như này chị? À thì vừa mới chụp ảnh xong đã kịp cho xuống đâu. À. Chụp ảnh để đăng bài đấy. À chụp ảnh đăng bài à? Ủa, à chưa sao? Kịp cho cabo xuống. Con này đời 2020 mấy mà sao nó máy móc sáng này? Làm gì có 2020 mấy, con này có 2.10 thôi em. 2.10 sao máy móc sáng đấy nhỉ? Con này chị cam kết cho em là máy số nguyên đấy. À nguyên bản luôn cơ. Ừ, mồm rộng đúng kiểu toang hoang của nhà luôn. Thế là em này là em Fortuner. Con này còn nốp náp à, hai là lốp trước rồi, gọi là tương đối, là lốp sau lốp mới luôn. À, ừ. Trang bị đầy đủ này. Đúng là Fortuner luôn. Đây. Số tự động 2 cầu máy xăng. Xe được lên đầy đủ màn hình Android, cam lùi hành trình tích hợp là đầy đủ trên xe luôn. Thiếu mỗi cửa trời thôi. Ôi thế sao em tưởng cái thằng này có cửa sổ trời nhỉ? Thế cửa sổ trời thì chị đang tính là khách có nhu cầu thì chị đỗ hộ đấy. Đỗ được cả cửa sổ trời á? Ừ, miễn phí luôn, cắt nóc ra. Nhưng mà đỗ như thế thì làm sao đăng kiểm được? Kệ không quan tâm. Bây giờ khách có nhu cầu thì mình cứ hộ thôi, vậy là hộ mà. À đỗ hộ thôi gì? Ừ, đỗ hộ, phải chứ? Có đăng kiểm được không thì kệ khách chứ. Em nay bây giờ giá cả như nào chị? 2.10 chị đang chào bán mức giá là 358 triệu nhá. 358 triệu. 358 triệu. À, 7 chỗ, 3 vùng điều hòa luôn. Nóng bức này cũng phải đi 3 vùng điều hòa luôn chứ còn gì nữa đúng không? Nhưng mà cái ghế sau ghế chắc chả ai ngồi đâu nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Vì cái dòng xe này không phải xe dịch vụ taxi thường thường hàng ghế sau là cũng ngồi ngang hàng ghế trước. Đúng nhưng rồi. Mà xe gia đình không có luôn. Đây em nhìn này, lốp lát rất đẹp luôn. Đó. Nguyên mới chị ạ. Đấy. Ờ, không biết là các cụ có câu là đàn ông mồm rộng thì toang hoang cửa nhà hả? À. Hả? Hay là đọc chị đọc ngược. Đàn ông mồm rộng thì sang. Đâu, đàn bà mồm rộng thì sang. Đàn ông mồm rộng toang hoang cửa nhà. Bây giờ nó ngược thế vì đàn ông hay đi nhậu mà. À. À thì nó toang hoang cửa nhà rồi đấy. Nhưng mà mua em này là ăn chắc mặc bền. Ừ, ăn chắc mặc bền luôn, bền đến lúc chán thì bán được chứ chả hỏng đâu. Không hỏng được. 358 triệu một chiếc xe Fortuner 2.10.